Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Mammon nhận token MMON nha các bạn. Thì ở đây là ở wrap row 2. Thì trước đây ở dự án này chúng ta đã làm ở row 1 rồi. Và hiện tại thì nó đang có chương trình airdrop mới là row 2. Thì ở row 2 này các bạn sẽ nhận được là 10 token. Và các bạn sẽ nhận được thêm là 3 token MON cho một referral. Thì để tham gia vào dự án hôm nay, các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở con bot ra và ấn Start để cho cái bot. Tiếp theo đó thì chúng ta nhập lại mã captcha. Ok, sau đó các bạn ấn vào Continue. Sau đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta follow Twitter và Revit lại binner bot, các bạn ấn vào Twitter. Hệ thống nhiệm vụ hôm nay không có John Telegram các bạn ạ. Trên Twitter của dự án các bạn tiến hành ấn nút follow nha. Sau khi follow xong các bạn kéo xuống đây để ở bài viết đầu tiên này, các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ làm một cái trực tiếp. Các bạn ấn vào Retweet, Tweet lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow và Retweet lại binner bot của Twitter của Global Marketing. Các bạn ấn vào Twitter đường link thứ hai nha. Thì ở Twitter của Android King New này, các bạn ấn vào nút follow. Ok. Sau khi follow xong thì các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đầu tiên này, các bạn tiến hành like này. Sau đó các bạn nút chia sẻ này, chúng ta chia sẻ làm một cái trực tiếp này. Các bạn ấn vào Retweet, Tweet lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Nhiệm vụ tiếp theo đó là chúng ta là đăng ký một tài khoản trên website của dự án. Các bạn ấn vào Account nhé, đường link Account này. Xác thực người máy nữa các bạn, xác thực captcha nữa. Vui lòng nhấp vào tầng hình ảnh có một chiếc thuyền. Thì nó yêu cầu các bạn chọn lại cái gì thì các bạn chọn lại hình đó nhé. Thuyền này, chúng ta chọn thuyền này. Sau đó các bạn nút tiếp theo này. Tiếp tục chọn là vui lòng nhấp vào hình ảnh có một chiếc thuyền. Hình ảnh nào có chiếc thuyền thì gì chúng ta chọn thôi các bạn. Ok, sau đó các bạn nút kiểm tra. Refresh. Cái bay nó bị sao rồi các bạn ạ. Ở đây được được rồi này. Rồi thì sau đó thì các bạn có thể vào là phần là Mammon Money này, mammon.money nhé là được thôi. Sau đó các bạn chọn vào hình dấu bà gạch này, sau đó các bạn nút sign up này và tiến hành đăng ký tài khoản. Thì ở bước đăng ký tài khoản này như sau. Thì đầu tiên đó là do anh em, thì các bạn điền lại họ và tên của các bạn nhé. Sau đó là username, thì các bạn tạo cho mình một cái username. Email thì các bạn điền lại email của các bạn. Tiếp theo đó là mobile number, thì các bạn điền lại số điện thoại của bạn, các bạn ghi là cộng 84 nhé. Sau đó là số điện thoại của bạn. Tiếp theo đó là wallet address, địa chỉ quý. Địa chỉ quý thì con token này nó chạy trên nền tảng Binance Smart Chain. Thì địa chỉ quý thì các bạn dùng quý Trust Wallet hoặc là quý MetaMask hoặc là quý SailPay. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn nhé. Sau đó các bạn quay trở lại với trang web, các bạn dán địa chỉ quý của các bạn vào đây. Ok, sau đó thì phần mật khẩu thì các bạn tạo cho mình một cái mật khẩu. Dưới đây là các bạn nhập lại mật khẩu giúp mình nhé. Sau đó các bạn ấn nút sign up. Hình như là mình có tài khoản rồi các bạn ạ. Đợi mình tí nha. Ở đây mình đã có tài khoản rồi các bạn. Ok, thì các bạn cứ đăng ký đi nhé. Sau đó thì đăng ký xong thì các bạn login vào. Thì sau khi đăng ký xong thì các bạn quay trở lại bot giúp mình.
Các bạn ấn vào nút submit đầy tay, chúng ta tiến hành điền lại thông tin như sau. Đầu tiên thì nó yêu cầu chúng ta là nó hỏi chúng ta đã join vào ba kênh Telegram chưa. Thì ở nhiệm vụ này thì bạn nào chưa join thì các bạn kiểm tra lại nhé. Các bạn ấn vào nút group này, chúng ta tiến hành join vào này. Sau đó các bạn quay trở lại bot, tiếp tục các bạn ấn vào nút join channel. Đây là channel của Mamon Group. Ok, sau đó các bạn quay trở lại bot, chúng ta tiếp tục join vào kênh liên kết với dự án. Các bạn ấn vào channel. Thì nguồn liên kết với dự án hôm nay là nguồn iRob King New nha các bạn. Các bạn tiến hành join vào nhé. Thì sau khi các bạn tiến hành join vào nhé, sau khi join xong các bạn quay trở lại bot, các bạn ấn nút don. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại link profile tại Twitter. Link profile tại Twitter thì các bạn quay trở lại tại Twitter, các bạn về tường nhà, các bạn chọn avatar, các bạn chọn một hồ sơ profile, sau đó các bạn copy lại cái link profile tại Twitter của các bạn nhé. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link profile từ Twitter của các bạn vào đây. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại email mà chúng ta đã đăng ký trên trang web, thì các bạn điền lại email của các bạn đã đăng ký trên trang web vừa rồi nhé. Sau đó các bạn gửi cho bot. Tiếp theo đó là địa chỉ ví Binance Smart Chain. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví SailPay. Từ hồi nãy các bạn đăng ký bằng cái địa chỉ ví nào thì bây giờ các bạn sao chép lại cái địa chỉ ví đó nhé. Chúng ta sao chép lại địa chỉ ví Binance Smart Chain, sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán địa chỉ ví Binance Smart Chain của bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, tiếp theo đó các bạn có thể ấn vào phần Balance để check số dư. Thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được là 10 token MON. Và để lấy link red thì các bạn ấn nút referral link này nè, nó sẽ hiện lên link red cho các bạn thôi. Đây là link red của các bạn, các bạn copy lại link red đi từ thằng bì để nhận thêm token. Thì qua mỗi lượt refer các bạn sẽ nhận được thêm là 3 token MON nha. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận 10 token MON từ dự án MAMON. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn video tiếp theo.